chồng Hằng Du Mục bị Trang Trần dọa xử, tuyên bố Sanh Chín sẽ đắp mộ cuộc tình. Giữa ồn ào, chồng Hằng Du Mục bị toàn cõi mạng ném đá gay gắt, bức xúc với hành vi tương tác vợ, đụng tay đụng chân không đáng mặt đàn ông. Thì một nhân vật cộng cán trong showbiz Việt là cựu người mẫu Trang Trần đã chính thức lên tiếng. Những ngày qua, sự vụ chồng người Trung Quốc của TikToker Hằng Du Mục, Tôn Bằng, liên tục lên livestream có những thái độ bất mãn với vợ, tố vợ vô trách nhiệm, bỏ bê gia đình đã khiến netizen Việt không ngừng quan tâm. Anh hết ghen với Quang Linh Vlog lại đến ghen với quản lý Hằng Du Mục. Đỉnh điểm là việc Tôn Bằng tác động vật lý Hằng Du Mục, khiến cô livestream trong tình trạng bầm tím cả người vào tối ngày 20 tháng 6. Giữa làn sóng chỉ trích dồn lên nhân vật Tôn Bằng, thì loạt nhân vật có tiếng tăm trong showbiz Việt cũng không thể ngồi yên. Sau màn lên tiếng của TikToker Long Chun, Thơ Nguyễn, Quang Linh Vlog thì mới đây cựu người mẫu Trang Trần, dù ở Mỹ xa xôi, nhưng khi biết chuyện cũng không thể ngồi yên. Theo đó, cựu người mẫu đã vô cùng bức xúc khi thẳng mặt viết, thằng đó gặp tao là Sanh Chín, đắp mộ cuộc tình luôn. Vốn là người ăn ngay nói thẳng, Trang Trần không ngại lên tiếng trước những điều bất bình trên mạng xã hội. Và sự việc chồng Hằng Du Mục có những màn tương tác như trên là điều khiến cô không thể chấp nhận được. Ngoài ra, Long Chun cũng có bài đăng trên trang cá nhân chia sẻ quan điểm cảm thông đến số phận hôn nhân của Hằng Du Mục. Anh viết, xem chuyện của Hằng Du Mục, thương không chịu được chưa bao giờ mình nỡ làm gì người mình yêu, trong một mối quan hệ dù người đó có đối xử với mình tệ cỡ nào. Rồi nghĩ sau chuyện này lỡ có kết thúc không được ở cùng con thì thật khổ lắm. Chứ có phải nói bỏ là bỏ đâu, không làm thế nào mà vẹn đôi đường được luôn. Trước đó vào tối ngày 20 tháng 6, Hằng Du Mục xuất hiện trên livestream với nhiều dấu vết lạ trên má, cổ và bàn tay. Tay phải của cô cũng có dấu hiệu cầm nắm khó khăn, không giữ được sản phẩm. Dù dân tình để lại rất nhiều bình luận hỏi thăm, nhưng cô không đọc comment đó mà chỉ tập trung chia sẻ về sản phẩm. Biểu cảm khi livestream của Hằng Du Mục cũng khiến nhiều người thắc mắc. Cô có thái độ khá gượng gạo và thường xuyên quên giá sản phẩm. Sao hôm nay cứ bị quên giá vậy ta? Hằng Du Mục nói. Từ bối cảnh livestream của Hằng Du Mục, nhiều người cũng nhận ra cô đã quay lại nhà chồng. Tối muộn 20 tháng 6, Tôn Bằng lại lên livestream, thừa nhận đã xô xát với vợ, sự việc diễn ra từ 3 ngày trước. Hôm trước vẫn còn ổn như thế mà bây giờ ai cũng biết tôi là người đàn ông bạo lực gia đình. Cô ấy về Việt Nam, tôi ghen. Cô ấy livestream, tôi kiếm chuyện. Tôi biết tôi sai, tôi không đúng và đã xin lỗi từ lần trước. Tôi thật sự không cố ý làm tổn thương vợ. Sự việc hôm nay là vì chị họ cô ấy quay video, tôi giật điện thoại không cho quay thì cô ấy tác động vào má tôi. Tôi đáp trả vợ tôi là không đúng. Tôn Bằng nói. Hằng Du Mục Nguyễn Thái Hằng, sinh năm 1995 và Tôn Bằng, người Trung Quốc, sinh năm 1981, một chồng hơn 14 tuổi thời gian đầu, Tôn Bằng và Hằng Du Mục xưng hô là chú, đại thúc cháu. Khoảng cách thế hệ của cả hai thể hiện cực kỳ rõ ràng, chẳng hạn như Tôn Bằng thích rủ Hằng Du Mục đi uống trà đạo trong khi cô mới 24 tuổi, độ tuổi mê trà sữa hơn, nhưng cú tweet trong chuyện tình của và Hằng Du Mục chính là màn nói dối từ Tôn Bằng. Theo đó anh nói rằng mình chỉ có một người con trai riêng là Dịch Dương. Chỉ đến khi Hằng đã dính bầu cô ca, em bé đầu tiên với Tôn Bằng và về ra mắt nhà chồng, thì cô mới phát hiện ra người đàn ông này đã có hai người con riêng. Kể về hai người con riêng của chồng, Hằng Du Mục dành nhiều lời khen ngợi. Cô cho biết cả hai đều ngoan, Nhất Dương tuy ít nói nhưng rất lễ phép, hay ngại, còn Dịch Dương vô tư, không mảy may để ý Hằng chuyện mẹ kế con chồng, nói gì cũng nghe, cho gì cũng ăn. Ngoài hai con riêng, vợ chồng Hằng Du Mục còn có hai con chung,